Đầu tiên là như bạn muốn mua điện thoại giá rẻ cấu hình cao, các dòng máy xách tay đến từ Xiaomi, Realme, những cái dòng gaming phone, có thể ghé qua Nam Béo Store. Đây là cửa hàng của mình chuyên bán những cái dòng máy giá rẻ cấu hình tốt, chất lượng sản phẩm được kiểm định rất kỹ lưỡng, đi kèm chế độ bảo hành tuyệt vời. Tất cả là vì quyền lợi của người tiêu dùng, như là bao test 3 tháng, đổi trả với tất cả các lỗi đến từ nhà sản xuất này, cũng như là bảo hành trách nhiệm lên đến 6 tháng, hỗ trợ up ROM các dòng máy Xiaomi miễn phí, bảo hành phần mềm trọn đời. Thì chi tiết các bạn có thể bấm vào đường link phía dưới mô tả video chúc mình. Câu hỏi đến từ bạn là Sapu: anh làm về máy nào rẻ nhất mà dùng màn hình 90Hz hoặc là 120Hz đi anh, phân khúc 1.9 triệu cho đến là 2.7 triệu. Thực ra là màn hình tần số quét cao mà trong phân khúc giá phổ thông như thế này, phân khúc dưới 3 củ được coi là phân khúc phổ thông ha, rẻ nhất, dành cho những người mà chuyển qua từ điện thoại cơ bản, hoặc là những người mà nâng cấp từ 2G lên 4G, hoặc là phân khúc giá này đa phần là máy phủ thôi ấy, thì màn hình tần số quét cao nó không thể nào nó phát huy được hết tác dụng đâu, nó chỉ mang tính gọi là tương đối thôi, nó sẽ hỗ trợ thêm một chút nào đó thôi. Và tầm này nếu như mà cái con mà màn 120Hz rẻ nhất là cái con Tecno Spark Go 1 của Tecno mới ra mắt á, con này thì nếu như em canh sale thì là rơi vào tầm khoảng là 2 củ ha, loanh quanh 2 củ hoặc có thể là thấp hơn một chút. Và để nói màn 120Hz thì chúng ta vẫn có khá nhiều, nhưng mà trong phân khúc như em nói là 2.7 triệu ấy, chủ yếu là những con sách tay ha. Ví dụ tầm này thì sẽ có như kiểu là Realme V50 này, chúng ta có Redmi Note 12 5G này, nếu như mà kênh sale, hay là chúng ta có Oppo A3X kênh sale ha, thì những con này là máy sách tay thì nó sẽ có màn hình là 120Hz. Còn màn 90Hz rẻ nhất thì thực ra có khá nhiều luôn đấy, chỉ cần tầm khoảng là 1.7 triệu 8 là có rồi. Nhưng mà một số những cái con như kiểu là ZTE A55, những cái con giá rẻ, Intel S23 cũng ở trong phân khúc tầm là loanh quanh là 2 củ đổ về ha, thì sẽ có là màn hình 90Hz. Nhưng mà như anh đã nói là với những con giá rẻ mà có màn hình tần số quét cao là nó chỉ hỗ trợ thêm một chút thôi, chứ màn hình tần số quét cao nếu như muốn phát huy tối đa thì phải đi kèm với một con chip và một cấu hình đủ tốt thì nó mới thực sự là mượt mà. Câu hỏi đến từ bản Kitsu Kairuro: tầm 3 đến 4 thì có 3 con máy là Oppo Reno 6 Pro 5G 9899 này, Pixel 6a 98 và iQOO Z9X, thì máy nào ok nhất vậy anh Nam? Nhu cầu là chụp ảnh, chơi game nhẹ, học tập, xem phim dùng lâu, khoảng 1 ngày hoặc cần 1 ngày thôi cũng được. Trong 3 con này ấy, thì Reno 6 Pro 5G thì con này nó vẫn ok chứ không phải là không ok, nhưng mà cái đời con này nó cũ rồi, nó là đời 2021, và hàng trong cái tầm giá như thế này ấy, thì nhiều khả năng là có thể gặp phải hàng dừng ha, hàng tân ra, nên là cái độ bền phần cứng thì cũng gọi là không được đảm bảo, nó cũng mang tính hên xui. Còn Pixel 6a 98 thì ok, tầm này thì nó cũng tương đối là hợp lý về cái mức giá, và trải nghiệm con này thì nó vẫn còn mượt mà. Cũng như là cái con tiếp theo nữa là iQOO Z9X, thì con này nó là cái con an toàn nhất vì nó là cái dòng mới 2024, năm nay giá rẻ, và con này ưu thế là chip nó mạnh ha, chip 6 Gen 1, và có pin 6000, sạc 44W, phần mềm sẵn tiếng Việt. Và quay trở lại với nhu cầu thực tế của em là cần chụp ảnh để chơi game nhẹ, học tập, xem phim mà dùng pin lâu á, thì thực ra là cả ba con này thì mỗi con nó sẽ được một mảng thôi. Con được pin lâu, chip mạnh ấy, thì camera nó sẽ hơi thọt. Còn cái con mà được camera tốt ấy, thì về pin nó sẽ là hơi yếu. Còn cái con đồng đều thì đời nó sẽ là hơi cũ và nó cũng hơi rủi ro về mặt phần cứng. Nên là ba con này để nói vào một cái con toàn diện nhất thì khá khó ha. Nhưng mà trong tầm này ấy, thì anh thấy là có một con mà em có thể là cân nhắc á, thì anh nghĩ là nó sẽ sàn sàn ở những cái yếu tố như thế này. Ví dụ như là trong tầm này ấy, thì em có thể cân nhắc đến con là em nhích lên một xíu, tầm hơn 4, có Redmi Note 13 Pro 5G nhá. Con này vừa có pin trâu, có sạc nhanh, bay mới, không lo máy dừng. Con này hầu như rất hiếm có máy dừng ở trên thị trường ha. Chất lượng phần cứng tốt, có ROM quốc tế ổn định. Camera thì nó không phải là quá đẹp, nhưng mà nó vẫn là một cam chụp tốt trong tầm giá, cũng như là có màn hình AMOLED viền mỏng 1.5K và những cái tính năng mới. Và chip thì 7S Gen 2 trên con này thì cũng rất là ok để mà em chơi những cái tựa game tầm trung hay max setting. Và quan trọng là đời nó mới thì nó sẽ lành tính hơn. Nói chung chúng ta mua điện thoại thì cũng nên ưu tiên mua đời nó mới một tí. Ví dụ như là máy khoảng 2-3 năm đổ về đây thì được, nhưng mà máy nó lâu quá, tầm 4-5 năm thì cũng nên hạn chế. Câu hỏi đến từ bạn là Vi Minh Tài: anh Nam ơi, theo anh giữa iQOO Z9 Turbo và OnePlus A3V thì con nào dùng thời gian lâu dài tốt hơn?
À để mà nói con này cũng hơi khó vì hai con này là thuộc top rồi. Nó thuộc tứ đủ những cái con mà gọi là ngon nhất tầm trung 2024, bao gồm là Redmi Turbo 3 này, iQOO Z9 Turbo này, OnePlus A3V và Realme GT Neo 6 SE. Tức là những con này thì nó cạnh tranh với nhau, nó cùng phân khúc và đến từ những cái hãng lớn là BBK, Oppo, rồi là Realme, OnePlus hay là Xiaomi ha. Nên là những con này thì đều ngon hết. Nên là để nói hai con này thì mỗi con nó sẽ có một ưu và một điểm riêng ha. Ví dụ như là với con Z9 Turbo thì nó lại có pin lên đến 6000 và sạc 80W, còn con kia thì pin nó giảm xuống một tí là 5500, nhưng mà nó lại nâng lên sạc là 100W. Cả hai con đều màn hình phẳng và chip thì nó cũng ngang nhau, chính là Snapdragon 8S Gen 3 và 7LUT Gen 3. Thì thực ra là hiệu năng hai con chip này thì nó cũng khá tương đồng với nhau ha. Về chất lượng camera thì mỗi con nó sẽ có một cái nước ảnh nó hơi riêng. Với OnePlus A3V, nước ảnh OnePlus thì nó thiên về cái tính chân thực, còn màu của Z9 Turbo thừa hưởng từ các con Vivo nên là nước ảnh có phần tươi và rực ha. Ảo thì cái này cũng tùy thuộc vào mắt thẩm mỹ thôi. Và giá thành hai con này đúng là nó cũng xem nhau luôn, cũng chênh lệch nhau không nhiều lắm. À, nếu như chúng ta tính cái phiên bản là 12256 và cả hai con này thì đều có sẵn tiếng Việt và vấn đề phần mềm thì nó cũng tương đối là ngon. Với ColorOS và OriginOS đều là những cái giao diện được đánh giá tốt ha, trong thế giới gọi là smartphone nội địa. Cho nên là với hai con này thì ngoài ra là em cũng nên cân nhắc thêm là về cái mặt thiết kế, em thích cái kiểu thiết kế nào. Đó, kiểu như vậy. Và thứ hai là nếu như mà em thiên về chụp đêm và chụp chân dung nhiều ấy thì con Z9 Turbo nó sẽ có lợi thế hơn. Thì con này thì nó được thừa hưởng camera từ dòng Vivo X100 series ha, là cái dòng flagship, thì nó sẽ là ok hơn về chụp đêm lẫn là chụp chân dung so với con OnePlus A3V. Câu hỏi đến từ bạn là Zoma, có điện thoại nào dưới 2 triệu cho phụ huynh dùng không anh? Thực ra là bây giờ là hai củ thôi, chúng ta có gọi là 7321, những con máy cho phụ huynh xài rất là ok nha. Nhu cầu nghe gọi cơ bản rất là ok rồi. Thay vì khoảng là 2 đến 3 năm trước thì rất là ít, nhưng mà bây giờ thì cái sự cạnh tranh của các hãng ấy, đặc biệt là những cái hãng Trung Quốc vừa và nhỏ, nên là chúng ta có khá nhiều rồi. Và những con này đều ngon nha, đều tốt, bền. Tất nhiên là nó sẽ ở trong tầm giá, tức là ngon ở trong tầm giá. Thì tầm này có nhiều lắm. Đầu tiên là Techno ha. Techno trong tầm này thì có mã là Techno Spark Go 2024 này, Techno Spark Go 1. Thì hai con này thì nó loanh quanh ở phân khúc hai củ, có loa kép, màn hình to, pin trâu, cổng sạc USB Type-C, phần mềm ổn định, có 13 tháng bảo hành, chất lượng phần cứng tốt ha. Thì mua phụ huynh thì cực kỳ hợp lý rồi, nghe gọi nhắn tin rồi này kia, có ghi âm cuộc gọi luôn. Và ROM tiếng Việt đầy đủ, máy chính hãng. Và tiếp theo nữa là tầm này có một vài con, ví dụ như là Nubia Music, con này cũng thiên về loa và cũng đến từ ZTE hãng bền ha. Về ZTE A55 cũng là cái con mà pin trâu, rồi là phần cứng tốt, có bảo hành chính hãng là 12 tháng, rồi là Itel S23 cũng là một cái con mà có thể là có mức RAM là 8128 luôn, nếu như kênh sale ở cái tầm như thế này. Thì đây là những cái con mà đúng là nghĩa ở cái phân khúc tầm là 2 và dưới 2 củ ha, có thể là mua cho phụ huynh xài khá là ngon lành. Câu hỏi đến từ bạn Lê Tư, anh ơi năm sau mua Poco X6 Pro thì có muộn không ạ? Đối với hãng nào thì không nói, nhưng mà đối với Xiaomi thì nó cũng hơi muộn đấy. Vì là rõ ràng năm sau thì họ sẽ ra là Poco X7 Pro. Và thực ra là bây giờ là thời điểm mà còn 3 tháng nữa là bước qua 2025 rồi. Thì thực ra là Poco X6 Pro là nó là một trong những cái con nổi bật thôi, nhưng nó cũng không phải một cái con nó quá là xuất sắc, ý là gọi là toàn diện thì nó cũng chưa hẳn, nên là em cũng không có gì em phải nuối tiếc hết. Có nghĩa là em cứ từ từ thôi, em cứ chờ, nếu như mà mua được năm nay thì mua, không qua năm sau thì em cứ chờ cái đời mới. Có thể khi đó là Poco X7 Pro nó còn ngon hơn nữa, giá thành nó vẫn tốt. Câu hỏi đến từ bạn Nguyễn Quang, anh đánh giá sao về con Xiaomi 12S ở thời điểm này, còn ngon về hiệu năng và camera không anh? Cảm ơn anh, chúc anh gia đình sức khỏe. 12S thì nếu như mà tính ở phân khúc tầm 5 đến 6 là một con flagship, nó vẫn ngon, phù hợp với những người mà cần máy mà gọn gàng. Còn những người mà máy to thì chưa nói nha. Những người mà thích những chiếc máy mà kích thước màn hình nó gọn gàng để dễ dàng cầm nắm, sử dụng hay là bỏ vào trong túi quần thì con này là một trong những con flagship kích thước mini khá là tuyệt vời. Và ưu điểm con này còn đến từ cái hiệu năng của nó vẫn còn quá là ngon. Với chip 8LUT Gen 1, màn hình là 120Hz, con này xử lý thì vẫn còn trơn tru. Và camera là dòng đầu tiên của Xiaomi có ống kính Leica, thì nước ảnh chụp thì nó cũng khá là đẹp. Đi kèm với đó là những thông số như là màn hình cong, rồi là pin 4500, sạc nhanh là 67W. Và con này thì ok, nó cũng tương đối là lành tính, nó cũng không bị cái tình trạng quá nóng hay là bị lỗi, thì con này nó cũng ít.
À, chỉ đều là thời lượng pin ở mức độ trung bình thôi nha. Đứa con này là size mini mà. Thì nếu như trong tàu này thích Xiaomi mà cần máy gọn gàng thì đây là một trong những cái con mà vẫn mua được. Câu hỏi đến từ anh Lực Lê. Nam ơi, anh năm nay ngoài 40 rồi, không rành công nghệ nhưng mê công nghệ đỉnh kiếm con iPhone Line New, xài mà máy đã qua 4 năm, cũ quá, cổng máy dựng nhiều này, đỉnh kiếm con xài ổn tầm 10-11, được máy mới thì tốt mà, có máy nào không? À, và không chơi game. Dạ, à, em cảm ơn anh ha. À, thực ra là với cái số tiền mà anh đưa ra là 10 đến 11 á, là một số tiền lớn nếu như mua điện thoại ở thời điểm bây giờ ha, là năm 2024 có thể là anh mua được hai con luôn, hai con anh xài bét tè là nhè luôn đấy. À, bởi vì là cái thời điểm này là 2024 rồi, nó khác với tầm khoảng 2-3 năm đổ về trước thì thực sự là cũng khó, nhưng mà bây giờ thì các hãng ra mắt rất nhiều các mẫu. Thì đầu tiên vấn đề là iPhone trong tầm này thì ưu điểm là về thương hiệu lớn. Có thể là anh quen xài đấy đúng không? Nhưng mà rất tiếc là với tầm 10-11 thì iPhone bây giờ chưa thể mua được iPhone đời 13. À, chủ yếu là anh vẫn mua được iPhone đời 12 đổ về thôi. Mà iPhone 12 đổ về là iPhone cũ rồi. Ừ, thì anh xài thì đổ bền cũng chưa chắc đã bằng một con Android mới. À, còn bây giờ mà xài muốn tốt thì em nghĩ là bèo nhất cũng phải là anh bỏ ra tầm 12 đến 13, anh mua iPhone 13 trở đi thì xài nó mới ok. Chứ iPhone 12 thì nó cũng khá là cũ. Còn tầm này nếu như anh mua Android, kể cả anh mua chính hãng thì cũng có nhiều rồi ha, nhiều sự lựa chọn rồi. À, kiểu như là anh muốn chơi chính hãng cho nó an tâm ấy, thì tầm này có kiểu như Samsung S23 FE, Xiaomi 14T, Galaxy A55, rồi là Honor, một số những con Honor ở phân khúc gọi là cận cao cấp chính hãng thì vẫn có trong tầm này anh mua xài thì về cái độ bền của nó tầm khoảng 3-4 năm là hoàn toàn giữ sức. Còn trường hợp mà anh có thể mua được hàng sách tay ấy, thì anh có thể là mua được hai con ngon luôn. À, ví dụ như tầm này anh mua 12 củ mà chưa đồng ra thì anh có thể là mua được những cái con tứ trụ như gọi là A3V, Redmi Turbo 3, rồi là iQOO Z9 Turbo hay là GT Neo 6 SE, và hai con nó chọn ra là mua được hai con. Đó, và hai con này thì phải nói là xài làm sao mà có thể mà thua được những cái con iPhone cũ ha. Đó, anh xài được lâu dài luôn. Nên là tầm này, nhưng mà anh lại thiên về cái tính ổn định và anh lại cũng không rành quá, thì em nghĩ là với Xiaomi và Samsung chính hãng trong tầm này là những cái lựa chọn khá là hợp lý đấy. Thì em thấy con 14T nó mới ra thì nó cũng tầm khoảng 11 củ thôi. Anh chủ có anh mua để lý nhỏ anh canh sale ha. Đó, thì anh mua con này thì về bảo hành cho anh là 2 năm rồi thì đã khá là yên tâm. Câu hỏi đến từ bản Tùng Trần. Tầm dưới 6 củ có con nào chụp ảnh đẹp màn phẳng không ạ? À? Em cũng ít chơi game nữa, em cảm ơn anh. À, ok em, với tầm dưới 6 củ mà thiên về chụp ảnh mà màn hình phẳng ấy thì em có thể là cân nhắc đến dòng Pixel ha. Dòng Pixel thường như là Pixel 77A thì em có thể là mua được ở tầm loanh quanh 6 củ. Tất nhiên là hàng line new, hàng lướt thôi. Thì những cái dòng này đều có cam chụp đẹp và xài bình thường, không chơi game thì nó cũng khá là ngon ha. Hoặc em có thể là cân nhắc đến con Redmi K70E. Con này thì thực ra là hiệu năng nó cao, còn camera nó thì để mà nói mà đẹp hẳn thì chưa nói, nhưng mà nó vẫn là con có cam ổn ở trong tầm giá. Tiếp theo là iQOO Z9 5G ha. Con này thì với phiên bản 8256 thì cũng chưa đến 6 củ. Còn một cái con mà có cam tốt, màn hình phẳng, chip 7 Gen 3 cũng khá là mạnh ha, đi kèm với pin 6000, sạc nhanh 80W thì cũng khá là lý tưởng, và phần mềm Origin OS ngon lành, dùng sướng. Rồi thì trên đây là tổng hợp một số những câu hỏi nổi bật mà các bạn gửi về cho mình trong số hỏi đáp công nghệ lần này. Nếu như cảm thấy hữu ích thì nhớ đừng quên bấm like, đăng ký Đam Mê Công Nghệ để ủng hộ team mình và đón chờ những video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.